Thanh Rock xin được mến chào tất cả quý vị khán giả và quý vị đang đón xem chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác Sĩ. Ngày hôm nay, chủ đề thực hiện với tên gọi là nhiễm virus HPV ở phụ nữ có thể gây bệnh gì? Và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị lắng nghe phần tư vấn ngay sau đây của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lệ Quyên, hiện đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Thanh Rác xin được mến chào bác sĩ Quyên. Chào Thanh Rác. Chào quý vị khán giả. Dạ. Đầu tiên chắc có lẽ Thanh Ráp xin phép nhờ bác sĩ có thể khái quát một lần nữa cho tất cả quý vị khán giả hiểu rõ hơn, đó là HPV là gì, có bao nhiêu chủng và trong đó thì những cái chủng nào có thể gây bệnh, thưa bác sĩ? Thật ra thì nghe tới nhiễm HPV thì có rất là nhiều chị em nghe rất là sợ, nghe nó gần gần như HIV và thậm chí có nhiều bệnh nhân họ nghe không rõ, họ sợ. Chúng ta hiểu là HPV là một cái loại virus mà có rất là nhiều loại khác nhau. Hiện tại trên thế giới có tới hàng trăm chủng cái HPV khác nhau. Tuy nhiên mà nhiễm mà HPV ở cái cơ quan sinh dục của người phụ nữ á, thì thông thường chỉ hiện tại chỉ khoảng 40 loại thôi, là 40 tiếp á, người ta hay gọi là 40 tiếp HPV khác nhau là gây các bệnh lý mà có thể nhiễm ở cơ quan sinh dục người phụ nữ. Tuy nhiên mà thực sự mà gây mà ung thư á, ung thư cổ tử cung thì hiện tại trên thế giới người ta kể ra đánh giá được là khoảng 14 tiếp nguy cơ cao có khả năng là gây ung thư cổ tử cung. Trong đó thì chúng ta biết là chỉ có hai tiếp mà nổi trội nhất mà người ta hay nói tới vấn đề vaccine, đó là hai tiếp HPV số 16 và tiếp 18. Chúng ta hiểu nôm na là khi mà các nhà khoa học người ta tìm ra một cái loại HPV, một cái tiếp HPV thì người ta đặt tên theo số. Ví dụ như là số 1, số 2, số 3, số 4, 17, 18 vậy đó. Số ví dụ tới cái tiếp đó, nhưng mà mỗi tiếp á, khi chúng ta thì mà không phải tiếp HPV nào cũng có nguy cơ gây bệnh, đặc biệt là trên cơ thể người phụ nữ. Thì thông thường á, HPV nó sẽ nhiễm là một cái bệnh lý mà có thể lây truyền qua đường tình dục. Nó có thể nhiễm ở cơ quan sinh dục, ở âm hộ, âm đạo và thậm chí là nếu ở những cái người mà họ có quan hệ tình dục qua đường miệng á, thì cũng có thể gây bệnh lý ở vùng hầu họng nữa. Thì chúng ta biết là đây là, nói chung HPV là một cái virus mà có một số tiếp có thể gây ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên cái HPV là một cái bệnh lý mà chúng ta nghe thì chúng ta rất là sợ, nhưng mà cái tỷ lệ mắc phải khá là cao. Chúng ta, người ta có một cái thống kê là như tại Mỹ á, thì ở cái độ tuổi từ 18 cho tới 50 tuổi á, là những cái phụ nữ mà ở đó trong độ tuổi quan hệ tình dục á, thì có tới 40% là nhiễm một lần trong đời. Nhưng chúng ta hiểu là đây là một cái bệnh lý nhiễm thường gặp, và khi mà nhiễm HPV người ta không có triệu chứng gì hết. Bệnh nhân có thể vô tình thấy, đi thử xét nghiệm ra là mình thấy mình có nhiễm cái tiếp HPV nguy cơ cao thôi. Hiện tại người ta thử là người ta sẽ thử coi mình có nhiễm cái tiếp HPV nguy cơ cao không, chứ người ta không thường, thông thường người ta ít thử các tiếp mà HPV nguy cơ thấp vì nó không có ý nghĩa điều trị nhiều. Vì vậy nên là đối với các chị em phụ nữ vô tình đi khám phát hiện ra là mình nhiễm HPV thì cũng đừng quá lo lắng. Thưa bác sĩ Quyên, ngoài cái nguy cơ HPV có thể dẫn đến ung thư thì có thể gây thêm những cái bệnh lý nào, và trong đó thì bệnh nào là thường gặp nhất và nguy hiểm nhất, thưa bác sĩ? Nói tới mà HPV gây bệnh gì á, thì nổi trội số 1 vẫn là ung thư cổ tử cung, vì virus HPV, đặc biệt là những cái virus mà HPV nguy cơ cao á, trong đó nổi trội nhất là với HPV số 16, 18, mà nếu chúng ta nhiễm trong thời gian dài, kéo dài á, thì chúng ta có khả năng đó là gây biến đổi tế bào cổ tử cung, dẫn tới tiền ung thư. Tiền ung thư tức là chưa thành ung thư, rồi sau đó nếu chúng ta không được chẩn đoán và điều trị thì để một thời gian nó sẽ diễn tiến và thành ung thư cổ tử cung. Đây là cái bệnh lý mà nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất. Ngoài gây cái bệnh lý ung thư cổ tử cung á, thì còn một cái bệnh lý rất là thường gặp mà do virus HPV gây ra, đó là virus HPV số 6 và số 11. Thì hai con virus HPV này thì nó có gây cái bệnh lý gọi là sùi màu gà, hay có thể là các chị em sẽ nghe cái từ khác, ví dụ như là condylom hay sùi màu gà, thậm chí là mụn cóc thì cũng là một cái tiếp HPV gây nên như vậy. Tuy nhiên chúng ta biết là HPV số 6 và số 11 là hai tiếp HPV mà không gây ung thư. Đây là một cái bệnh lành tính nhưng mà nó dễ lây, và có thể chúng ta hiểu là giống như sùi mồng gà, mà nếu mà sùi mồng gà ở âm đạo, âm hộ, cổ tử cung của người phụ nữ thì nó dễ tái đi tái lại lắm, nên nó gây cái tâm lý rất là lo sợ, là các chị em khi nghe tới mình bị sùi mồng gà là rất là sợ. Nhưng mà thật ra nó là bệnh lý lành tính và chúng ta sẽ điều trị được bằng cách lấy cái sang thương ra hoặc là đốt cái sang thương, và thậm chí là có một số loại thuốc xịt để cho cái sang thương nó rụng đi thôi. Thì chúng ta phải biết đây là một cái bệnh lành tính, tuy nhiên nó dễ lây và nó gây cảm giác rất là lo sợ cho các chị em phụ nữ. Đồng thời thì thật ra ngoài bệnh lý ở các chị em phụ nữ
Thì cái sùi màu gà nó cũng có thể có ở nam ở một số trường hợp, tuy nhiên ít gặp hơn. Thì cái tỷ lệ bệnh nếu mà cùng nhiễm cái HPV số 6 và số 11 á, thì cái nhiễm cái bệnh lý sùi màu gà nó lại nhiều hơn ở nữ, là vì cái cấu trúc cơ quan sinh dục của nam và nữ khác nhau. Dạ. À, thưa bác sĩ, vậy thì cái nguyên nhân nhiễm virus HPV mà thường gặp nhất là gì, và virus HPV có thể lây truyền qua những cái con đường nào, thưa bác sĩ Quyên? Thì như chúng ta đã nói từ đầu á, là HPV là bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Dạ. Nên chính là lây qua quan hệ tình dục. Dạ. Ngoài ra thì cũng có thể lây qua tiếp xúc da. Da hoặc tiếp xúc niêm mạc ở những cái trường hợp mà những bệnh nhân mà có sử dụng chung các đồ vệ sinh chung. Vậy nên đó, lời khuyên của các đối với các chị em phụ nữ để phòng ngừa các bệnh lý này là chúng ta nên sử dụng đồ vệ sinh cá nhân riêng biệt, và chúng ta nên vệ sinh đồ cá nhân đúng cách. Và cái bệnh lý này là vì chúng ta biết là nó lây truyền qua đường tình dục là đường chính, vì vậy nên là khi các chị em lo lắng là khi mình nhiễm HPV bắt đầu lo lắng không biết là nguồn lây từ đâu. Nhưng chúng ta biết là cái tần suất mà nhiễm HPV trong cộng đồng rất là cao. Vì vậy cái điểm quan trọng là chúng ta đã phát hiện ra chúng ta nhiễm HPV và chúng ta điều trị kịp thời thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Dạ, thưa bác sĩ, có thể nói khi mà phụ nữ chúng ta nhiễm virus HPV thì cái triệu chứng nó cũng khá là mơ hồ. Vậy thì có cái triệu chứng nào điển hình mà giúp cho chúng ta dễ dàng nhận biết là mình đang nhiễm HPV không, thưa bác sĩ? Thật ra ở cái giai đoạn mà chúng ta chỉ mới nhiễm virus HPV mà có khả năng gây ung thư thì hầu như là không có triệu chứng gì hết. Tức đây là một cái bệnh lý mà cái con virus nó xâm nhập vào tế bào ở vùng cổ tử cung và nó gây biến đổi tế bào thôi. Thì ở cái giai đoạn đầu, tức là cái giai đoạn mà nó mới gây biến đổi tế bào ở giai đoạn đầu, thì chúng ta hầu như là bệnh nhân sẽ hoàn toàn không có một cái triệu chứng khó chịu gì hết. Khi mà những bệnh nhân mà đến về các triệu chứng khó chịu, ví dụ như là ra huyết âm đạo, hoặc là có thể giao hợp đau, hoặc là đau bụng, thì thông thường ở những cái trường hợp này, nếu mà là virus HPV tấn công thì đã thời gian dài rồi, nó đã tiến triển thành ung thư cổ tử cung, gây những cái sùi loét ở cổ tử cung, thì nó mới dẫn đến cái tình trạng ra huyết hoặc đau bụng như vậy. Vì vậy nên chúng ta lưu ý là khi chúng ta bị nhiễm con virus HPV thì cái điểm duy nhất để chúng ta có thể phát hiện được là chúng ta có nhiễm HPV hay không, đó là chúng ta đi khám phụ khoa. Khi khám phụ khoa thì các bác sĩ sản phụ khoa sẽ làm một cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm tầm soát ung thư á. Thì hiện tại có hai loại xét nghiệm, trong đó có một loại là xét nghiệm HPV, là chúng ta sẽ biết được là chúng ta có nhiễm cái con virus HPV có nguy cơ gây ung thư hay không. Thì khi mà chúng ta xét nghiệm á, thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào là chúng ta nhiễm cái HPV nguy cơ cao hay nguy cơ thấp, hay là chúng ta nhiễm trong cái nhóm HPV nguy cơ cao thì là tiếp nào nữa. Ví dụ như chúng ta, nếu chúng ta nhiễm HPV tiếp 16 và tiếp 18 thì bắt buộc chúng ta phải được soi cổ tử cung. Soi cổ tử cung là một cái thủ thuật rất là đơn giản, bác sĩ sẽ sử dụng phóng to cái cổ tử cung mình lên, nhìn dưới kính hiển vi giống như kính hiển vi phóng to lên vậy đó, và chúng ta sẽ nhìn thấy là chấm những cái loại thuốc đặc biệt lên để chúng ta quan sát cái biến đổi của cổ tử cung ở dưới kính hiển vi. Thì những cái trường hợp mà có nhiễm HPV tiếp 16 và tiếp 18 là bắt buộc phải được soi cổ tử cung sau khi chúng ta xét nghiệm ra là nhiễm hai cái con virus này. Và từ cái xét nghiệm này thì chúng ta sẽ giúp là chúng ta giúp chẩn đoán thôi là chúng ta đã bị có biến đổi tế bào tiền ung thư hay là ung thư hay chưa. Đây là một cái điểm rất là lưu ý cho các bạn ha, tức là chúng ta cần phải đi xét nghiệm thì chúng ta mới biết, chứ không phải là ở nhà. Có nhiều bạn thì tự nhiên thấy mình hơi ra dịch âm đạo bất thường chẳng hạn, hay đau bụng ra huyết, thì thật ra những cái triệu chứng đó của rất nhiều bệnh lý khác nhau và nó hoàn toàn không đặc hiệu cho cái việc nhiễm HPV. Thưa bác sĩ, một vấn đề đáng lo ngại nhất đó là tất cả chị em phụ nữ mà đi khám mà nhận biết bản thân mình đang nhiễm HPV rất là lo ngại một vấn đề là liệu rằng tất cả chị em phụ nữ mà bị nhiễm HPV có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung trong tương lai hay không, thưa bác sĩ? Đây là cái câu hỏi chung của rất là nhiều chị em phụ nữ. Có nhiều chị em chỉ cần phát hiện ra là mình nhiễm một cái tiếp HPV nào đó thì bắt đầu lo sợ, giống như là rất là kinh khủng, sợ là chắc chắn là mình bị ung thư. Nhưng mà cái vấn đề này là hoàn toàn không chính xác. Thì chúng ta biết là cái tần suất nhiễm HPV trong cộng đồng rất cao. Chúng ta hiểu là tới 40% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nhiễm HPV một lần trong đời. Tức là cái tỷ lệ nhiễm rất cao, nhưng mà không phải ai cũng bị ung thư cổ tử cung. Nếu chúng ta nhiễm cái con virus mà có thể gây ung thư là thuộc tiếp nguy cơ cao á, là thuộc 14 tiếp nguy cơ cao có khả năng gây ung thư cổ tử cung, nếu chúng ta nhiễm những cái tiếp đó mà kéo dài, trong thời gian kéo dài, tái đi tái nhiễm lại trong thời gian dài thì nó mới gây biến đổi tế bào đó và gây ung thư cổ tử cung. Thông thường á, khi mà một người phụ nữ khỏe mạnh bình thường, có đời sống tình dục lành mạnh, tức là chúng ta chỉ quan hệ một vợ một chồng, có sức khỏe tốt,
Thì nếu chúng ta có nhiễm cái con virus HPV thì thông thường nếu mà sức khỏe chúng ta tốt thì chúng nó sẽ tự, cơ thể sẽ tự đào thải trong vòng khoảng 2 năm. Yeah. Đó. Tức là chúng ta không cần điều trị gì hết, chứ chúng ta chỉ cần duy trì mối quan hệ sức khỏe lành mạnh và mối quan hệ vợ chồng lành mạnh. Tức là chúng ta không quan hệ với quá nhiều bạn tình chẳng hạn. Tại vì chúng ta biết là khi chúng ta quan hệ với quá nhiều bạn tình nó sẽ tăng tần suất tái nhiễm HPV, thì nó sẽ tăng nguy cơ bệnh nhiều hơn. Tăng nguy cơ mà nhiễm HPV kéo dài. Vì vậy nên chúng ta cần lưu ý là nhiễm HPV không có nghĩa là chắc chắn chúng ta sẽ bị ung thư cổ tử cung. Nhiễm HPV chỉ là một yếu tố, là nó là nguyên nhân, nhưng chỉ với điều kiện là con HPV nó phải nhiễm trong thời gian kéo dài. Thông thường là thời gian khoảng từ 3 đến 5 năm thì bắt đầu có những cái biến đổi tế bào. Và nếu chúng ta điều trị kịp thời ở cái giai đoạn mà mới có biến đổi tế bào thôi, hoặc là biến đổi ở cái giai đoạn mà chúng ta mới tiền ung thư cổ tử cung thôi, thì điều trị là khỏi hoàn toàn. Dạ, thưa bác sĩ, nguy cơ bị ung thư cổ tử cung như thế nào khi mà nhiễm virus HPV? Nguy cơ này sẽ thay đổi ra sao theo từng độ tuổi và có kèm theo các yếu tố nguy cơ nào khác hay không? Thật ra thì cái nhiễm HPV, việc nhiễm HPV nó sẽ thay đổi theo tùy theo độ tuổi nhiễm. Ví dụ như là chúng ta biết là ở cái độ tuổi mà những cái xu hướng tình dục ở người phụ nữ Việt Nam thì thông thường cái tuổi quan hệ tình dục của các bé lớn hơn. Tuy nhiên ở nước ngoài thì nhiều khi những cái bé khoảng 13, 14 tuổi đã có những bé nó quan hệ tình dục rồi. Nhưng mà đã có những cái số liệu thống kê cho thấy là ví dụ những bé mà nó trước 21 tuổi hoặc là trước 25 tuổi mà nó có nhiễm cái con virus HPV á, thì cái khả năng mà tự đào thải sẽ rất tốt, rất cao. Nên là thông thường hiện tại theo những cái khuyến cáo hiện tại thì cái tuổi mà xét nghiệm mà HPV để tầm soát ung thư cổ tử cung á thì dao động ở mức khoảng 30 tuổi. Tức là khoảng 30 tuổi trở lên người ta mới thử xét nghiệm là virus HPV, vì trước đó ở cái độ tuổi trước đó thì thông thường với cái sức đề kháng của ở phụ nữ trẻ và cái khả năng đào thải HPV rất cao nên là người ta không xét nghiệm ở cái độ tuổi quá sớm. Đặc biệt là trước 21 tuổi là không xét nghiệm HPV. Dạ. Vậy thì thưa bác sĩ Quyên, hiện nay đã có những phương pháp xét nghiệm nào được chỉ định để mà chẩn đoán HPV? Ở trong đó thì ưu và nhược điểm của những cái phương pháp này sẽ ra sao? Hiện tại thì có rất là nhiều cái xét nghiệm HPV khác nhau. Nó sẽ tùy thuộc vào là xét nghiệm là người ta sẽ xét nghiệm ra cả gói là mình có nhiễm con virus HPV nguy cơ cao hay nguy cơ thấp thôi. Có những loại thì nó xét nghiệm định tiếp ra luôn là mình nhiễm cái con virus nào. Ví dụ như là 16, 18 hay là 45 chẳng hạn, thì người ta sẽ thử ra chính xác là mình nhiễm cái con nào luôn. Rồi cũng có một loại số loại xét nghiệm là định tiếp tất cả các con luôn, cả kể cả nguy cơ cao và nguy cơ thấp. Tuy nhiên thì cái xét nghiệm này sẽ tùy thuộc vào bác sĩ sản phụ khoa quyết định và cái cơ sở y tế mà họ có cái xét nghiệm nào. Đối với các bệnh nhân thì thông thường cái xét nghiệm này chúng ta chỉ quan tâm là chúng ta đi khám, chúng ta được làm như thế nào. Chúng ta biết là xét nghiệm HPV là một cái xét nghiệm khá là đơn giản. Khi các bạn đi khám phụ khoa thì thông qua cái lúc khám phụ khoa đó, bác sĩ sẽ làm luôn xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung cho mình bằng một cái chổi rất là nhỏ, quẹt nhẹ nhàng trên cổ tử cung để lấy dịch thôi. Và cái xét nghiệm này sẽ đơn giản, thực ra làm xét nghiệm này chỉ khoảng chưa tới một phút đâu và sẽ không gây đau. Tuy nhiên có một cái điểm lưu ý là để mà được làm xét nghiệm HPV thì các bạn khi đi khám phải đi khám lúc mà mình không có kinh. Và thứ hai nữa là không quan hệ tình dục trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày trước khi mà mình đi khám. Một cái điểm lưu ý nữa là cái xét nghiệm HPV mà nếu mà những cái xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung nói chung nếu mà chúng ta đang trong cái đợt viêm nhiễm quá cấp tính của cổ tử cung thì thông thường bác sĩ cũng không làm. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng chổi hoặc sử dụng dụng cụ mà lấy dịch ở âm đạo thì những cái trường hợp cổ tử cung quá viêm nhiễm thì nó sẽ có thể gây trầy xước và dễ chảy máu hơn. Vì vậy nên thông thường thì những cái giai đoạn mà đang viêm nhiễm cấp tính hoặc là chúng ta đang đặt thuốc thì bác sĩ cũng sẽ không làm xét nghiệm. Thưa bác sĩ Quyên, cái việc mà tầm soát để tìm virus HPV ở chị em phụ nữ thì có nhất thiết phải làm hay không, và nếu cần thì thực hiện ở cái nhóm người nào, độ tuổi ra sao thưa bác sĩ? Thật ra về cái xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung thì hiện tại mình có hai xét nghiệm. Một cái xét nghiệm là thử coi mình có tế bào bất thường ở cổ tử cung hay không, gọi là xét nghiệm Pap. Và bệnh nhân hay nghe là tôi làm tế bào hoặc làm Pap, đó là xét nghiệm tầm soát về mặt tế bào học. Tức là sẽ lấy cái tế bào ở cổ tử cung xong quét lên lam và bác sĩ sử nhuộm soi kỹ thử coi là có tế bào bất thường hay không. Tức là khi mà chúng ta quan sát là có tế bào bất thường hay không. Còn cái xét nghiệm thứ hai mà tầm soát ung thư cổ tử cung đó là xét nghiệm thử coi chúng ta có nhiễm virus HPV hay không. Thì theo phác đồ hiện tại là nếu như phụ nữ sau 21 tuổi đã có quan hệ tình dục thì chúng ta có thể xét nghiệm Pap từ độ tuổi. Pap là chúng ta làm mỗi 3 năm. Còn xét nghiệm ung thư cổ tử cung mà chúng ta làm cả Pap và HPV, nếu chúng ta làm ở độ tuổi từ 30 tuổi trở đi, chúng ta làm hai cái xét nghiệm này. Thì nếu hai xét nghiệm này bình thường thì chúng ta sẽ có giá trị là dự đoán là người đó không có ung thư cổ tử cung trong vòng 5 năm tới. Tức là 5 năm chúng ta mới phải làm bộ đôi xét nghiệm vừa Pap và HPV một lần.
Dạ, về vấn đề điều trị thì thưa bác sĩ, hiện nay thì cái vấn đề điều trị HPV như thế nào, phương pháp nào là hiện đại nhất, cũng như là chúng ta có thể điều trị dứt điểm nó được hay không, thưa bác sĩ Quynh? Thì như chúng ta nói ban đầu, HPV là một cái virus mà nhiễm khá là thường gặp trong cộng đồng. Và khi chúng ta nhiễm, nếu mà giữ một cơ thể khỏe mạnh và có lối sống tốt á, lành mạnh, thì chúng ta sẽ tự đào thải virus đó trong vòng 2 năm. Tức là không cần điều trị gì đặc hiệu hết. Có một cái điểm là hiện tại gần đây thì cũng có một số nghiên cứu người ta phát triển một số loại thuốc là hỗ trợ điều trị, tức là tăng khả năng đào thải thôi, chứ không được gọi là thuốc điều trị chính thống là điều trị sẽ hết, giống như là những cái loại điều trị chính thống, nhưng nó hỗ trợ điều trị là tăng đào thải. Tuy nhiên thì hiện tại thì theo phác đồ chính thức của thế giới và của Việt Nam thì vẫn chưa có khuyến cáo là những cái thuốc mà hỗ trợ đặc hiệu này, bởi vì giá thành nó vẫn là đang ở giai đoạn đầu và giá thành nó khá là cao. Dạ, thưa bác sĩ, phòng ngừa virus HPV thì cách nào hiệu quả? Tiêm ngừa HPV nên thực hiện ở độ tuổi nào và nên lựa chọn cái loại vaccine nào, thưa bác sĩ? Thật ra thì cái chuyện khi mà nghe vaccine, nghe mà nhiễm virus HPV thì các chị em phụ nữ rất là sợ, nên may mắn là đây là một trong những cái loại ung thư cổ tử cung, là một trong những loại ung thư mà có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Chúng ta biết hiện tại có rất là nhiều loại ung thư khác nhau trên thế giới, nhưng mà thật ra cái số mà ung thư mà có thể phòng ngừa được vaccine chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và đặc biệt trong đó số 1 là ung thư cổ tử cung. Thì chúng ta đã biết là gần 70% HPV là do con virus HPV số 16 và 18 gây ra. Đó là cái nguy cơ ác tính rất là cao, nên hiện tại trên thế giới đã phát triển các loại vaccine khác nhau để ngừa hai cái tiếp này. Ngoài ra thì hiện tại trên thị trường tại Việt Nam thì chúng ta đã có hai loại vaccine là chúng ta phòng ngừa được ung thư cổ tử cung, là một loại là chúng ta ngừa được hai tiếp 16-18, và một loại nữa là cũng ngừa được hai tiếp 16-18 nhưng mà ngừa được thêm hai loại là 6-11, là ngừa cái bệnh lý condylom, sùi màu gà, âm đạo, âm hộ đó. Thì cả hai loại này đều rất tốt cho các chị em phụ nữ, nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên đi chích ngừa. Trên thế giới thì hiện tại là người ta đã phát triển có loại vaccine là ngừa được 9 tiếp virus HPV rồi. Hiện tại trên thị trường Việt Nam thì chưa có, nhưng mà hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có vaccine với cái phủ vaccine rộng hơn. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý là dù chúng ta đã chích ngừa HPV rồi thì chúng ta vẫn phải đi tầm soát, vẫn đi khám để được tầm soát ung thư cổ tử cung. Dạ, còn đối với một số trường hợp là các chị em phụ nữ đã quá tuổi tiêm ngừa HPV cũng như là đã quan hệ tình dục không thể tiêm ngừa thì nên làm gì để phòng ngừa tình trạng này, thưa bác sĩ? Thật ra cái chuyện quan hệ tình dục rồi hay chưa nó không ảnh hưởng tới cái chuyện là được chích ngừa hay không. Theo quy định của Bộ Y tế tại thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ được chích ngừa cái vaccine ngừa ung thư cổ tử cung từ độ tuổi từ 9 cho tới 26 tuổi. Bất kể là có quan hệ tình dục hay không, mà trước khi chích ngừa không cần phải xét nghiệm là mình có nhiễm virus HPV hay chưa. Đó, thì vì chúng ta biết là ở cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà chúng ta được phép chích ung thư cổ tử cung, vì chúng ta lỡ chúng ta đã nhiễm một tiếp HPV chẳng hạn thì nó vẫn có tác dụng phòng ngừa với những tiếp khác. Và thứ hai nữa là cái vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung là có tác dụng lâu dài. Hiện nay thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế chúng ta là từ 9 tới 26 tuổi. Tuy nhiên ở một số quốc gia trên thế giới thì họ cũng đã nghiên cứu và có bằng chứng là họ bắt đầu mở rộng cái độ tuổi chích ngừa lên tới 45 tuổi. Tuy nhiên ở cái độ tuổi mà từ trên 26 tuổi cho tới 45 tuổi thì cần có sự tư vấn rất kỹ càng bởi bác sĩ sản phụ khoa. Vì chúng ta lưu ý là chúng ta chích ngừa, tức là chúng ta ngừa khi chúng ta chưa mắc bệnh. Nhưng mà ví dụ như ở một cái bạn 30 tuổi hoặc 30 mấy tuổi chẳng hạn, nhưng đã lấy chồng từ năm 18 tuổi thì cái khoảng thời gian mà chúng ta có khả năng nhiễm HPV đã quá dài rồi. Thì tại thời điểm đó có thể là bạn đã mắc các bệnh lý tiền ung thư hoặc ung thư cổ tử cung rồi. Vì vậy nên là ở cái giai đoạn mà trên 26 tuổi nếu muốn chích ngừa ung thư cổ tử cung thì cần có sự tư vấn kỹ càng bởi bác sĩ sản phụ khoa để mình biết được là mình đã mắc bệnh hay chưa và cái nguy cơ, cái lợi ích, khả năng bảo vệ của mình là như thế nào. Dạ vâng, thì rất xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Lê Quyên trong số phát sóng ngày hôm nay. Mình chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lê Quyên chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.